Thân chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Ở tiết học ngày hôm nay thì cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu tiết 38 bài 36 Thiên nhiên Bắc Mỹ. Ở bài 36, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, các khu vực địa hình. Và nội dung thứ hai, sự phân hóa khí hậu. Các em sẽ đọc sách giáo khoa và quan sát vào lược đồ hình 36.2, lược đồ tự nhiên Bắc Mỹ. Các em hãy xác định vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và tiếp giáp của Bắc Mỹ và cho biết Bắc Mỹ bao gồm những quốc gia nào. Về vị trí địa lý thì Bắc Mỹ nằm từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 15 độ Bắc. Và đây chính là phạm vi lãnh thổ của khu vực Bắc Mỹ, đường màu đen mà cô vừa xác định lên trên lược đồ. Về tiếp giáp thì ở phía đông thì tiếp giáp với Đại Tây Dương, ở phía tây tiếp giáp với Thái Bình Dương, và ở phía bắc thì tiếp giáp với Bắc Băng Dương, và ở phía nam thì tiếp giáp với eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Bắc Mỹ bao gồm 3 quốc gia, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Các em sẽ quan sát vào hình 36.1, lát cắt địa hình Bắc Mỹ cắt ngang Hoa Kỳ theo vĩ tuyến 40 độ Bắc, và hình 36.2 lược đồ tự nhiên Bắc Mỹ. Và các em hãy cho biết Bắc Mỹ được chia làm mấy khu vực địa hình. Quan sát vào lược đồ hình 36.1 thì các em có thể trả lời được Bắc Mỹ được chia làm 3 khu vực địa hình, đó là hệ thống Cordillera, đồng bằng trung tâm và dãy Appalachia. Và ba khu vực địa hình này thì kéo dài theo chiều kinh tuyến. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 36.2 và xác định các khu vực địa hình ở Bắc Mỹ. Đầu tiên là hệ thống Cordillera. Hệ thống Cordillera nằm ở phía tây của Bắc Mỹ. Đồng bằng trung tâm thì nằm ở giữa khu vực Bắc Mỹ. Và dãy Appalachia thì nằm ở phía đông của Bắc Mỹ. Tiếp theo thì các em sẽ đọc nội dung trong sách giáo khoa trang 113 và quan sát vào hai hình 36.1 và 36.2. Và các em sẽ tìm hiểu đặc điểm của hệ thống Cordillera ở phía tây, tìm hiểu đặc điểm địa hình của miền đồng bằng ở giữa, tìm hiểu đặc điểm của miền núi già và sơn nguyên ở phía đông. Các em sẽ tìm hiểu về vị trí và đặc điểm của các dạng địa hình và hoàn thành vào bảng dưới đây. Ở hệ thống núi Cordillera, vị trí là nằm ở phía tây lục địa. Và những đặc điểm của hệ thống núi Cordillera. Hệ thống núi Cordillera là hệ thống núi cao, đồ sộ, hiểm trở. Dài 9.000 km và cao trung bình từ 3.000 đến 4.000 m. Gồm nhiều dãy núi chạy song song và xen giữa là những cao nguyên và sơn nguyên. Khoáng sản chủ yếu là đồng, vàng, quặng đa kim và uranium. Hệ thống núi Cordillera như là hàng rào khí hậu, ngăn cản gió Tây và ảnh hưởng của biển vào sâu trong lục địa. Vùng đồng bằng trung tâm, vị trí là nằm ở giữa. Và đặc điểm của vùng đồng bằng trung tâm đó là tựa như một lòng máng khổng lồ nên không khí lạnh ở phía Bắc và không khí nóng ở phía Nam dễ dàng xâm nhập vào sâu trong nội địa. Vùng đồng bằng trung tâm có địa hình cao về phía Bắc và Tây Bắc
thấp dần về phía Nam và Đông Nam. Có hệ thống hồ lớn hay còn gọi là ngũ hồ và hệ thống sông Mississippi, Missouri. Miền núi già Appalach và Sơn Nguyên, vị trí là nằm ở phía đông. Sơn Nguyên trên bán đảo Labrador của Canada và dãy Appalach của Hoa Kỳ. Dãy Appalach là dãy núi cổ và tương đối thấp. Phần bắc của Appalach thì thấp, cao từ 400 đến 500 mét và phần nam, phần phía nam thì cao từ 1.000 đến 1.500 mét. Khoáng sản chủ yếu là sắt và than. Các em sẽ cùng quan sát những hình ảnh về hệ thống núi Cordillera. Miền đồng bằng trung tâm ở giữa. Và dãy núi già Appalach ở phía đông. Các em sẽ quan sát vào lượt đồ hình 36.2 và xác định các hệ thống sông lớn, hồ lớn ở Bắc Mỹ và cho biết giá trị kinh tế của sông, hồ. Quan sát vào lượt đồ thì các em có thể xác định được các sông lớn ở Bắc Mỹ như là sông Mississippi, sông Missouri, cùng với đó là hệ thống hồ lớn. Hệ thống hồ lớn thì gồm có 5 hồ, đó là hồ Superior, hồ Michigan, hồ Huron, hồ Erie và hồ Ontario. Và giá trị kinh tế mà sông hồ mang lại đó là vận chuyển phù sa để bồi đắp cho đồng bằng màu mỡ, có giá trị về thủy điện, giao thông vận tải và du lịch, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, cung cấp và dự trữ nước cho sinh hoạt đời sống và phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần nội dung thứ hai, sự phân hóa khí hậu. Các em sẽ dựa vào lượt đồ hình 36.3, lượt đồ các kiểu khí hậu Bắc Mỹ và cho biết ở Bắc Mỹ có những kiểu khí hậu nào và kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất. Để trả lời cho câu hỏi này thì Kim sẽ quan sát vào trong bảng chú thích. Như vậy thì Bắc Mỹ gồm có các kiểu khí hậu đó là hàn đới, ôn đới, nhiệt đới, núi cao, cận nhiệt đới, hoang mạc và nửa hoang mạc. Và kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ đó là khí hậu ôn đới. Kim sẽ tiếp tục quan sát vào lượt đồ khí hậu Bắc Mỹ ở hình 36.3. Và trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ theo chiều từ Bắc xuống Nam và giải thích về sự phân hóa đó. Trình bày sự phân hóa của khí hậu Bắc Mỹ theo chiều từ Tây sang Đông. Giải thích tại sao lại có sự khác biệt về khí hậu giữa phía Tây và phía Đông của kinh tuyến 100 độ Tây của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần A nhỏ. Phân hóa theo chiều Bắc Nam. Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ theo chiều từ Bắc xuống Nam và giải thích về sự phân hóa đó. Như vậy thì đi từ Bắc xuống Nam thì Bắc Mỹ có các vành đai khí hậu như là hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Trong đó kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất đó là ôn đới. Nguyên nhân là do Bắc Mỹ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15 độ Bắc, nên đã tạo ra sự phân hóa theo chiều Bắc Nam. B nhỏ, sự phân hóa theo chiều Tây Đông. Các em hãy trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ theo chiều từ Tây sang Đông. Lấy kinh tuyến 100 độ Tây làm ranh giới, chúng ta sẽ thấy rất rõ sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. Phía Tây của kinh tuyến này, ngoài kiểu khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới, còn có kiểu khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Ở phía Đông của kinh tuyến thì hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ở ven vịnh Mexico.
Kem hãy giải thích tại sao lại có sự khác biệt về khí hậu giữa phía Tây và phía Đông của kinh tuyến 100 độ Tây của Hoa Kỳ. Kem sẽ cùng quan sát lên trên màn hình và quan sát vào lục đồ hình 36.3. Về phần phía Tây của kinh tuyến 100 độ Tây. Ở phần phía Tây của kinh tuyến 100 độ Tây thì có hệ thống núi Cordillera cao, đồ sộ, có các dãy núi chạy theo hướng Bắc Nam đã chắn sự di chuyển của các khối không khí từ Thái Bình Dương thổi vào theo hướng Tây Đông. Nên ở các sườn phía Đông của hệ thống núi Cordillera, các cao nguyên và sơn nguyên trong nội địa rất ít mưa. Cùng với đó là ở phần phía Tây, còn có hoạt động của dòng biển lạnh California chảy ven bờ đã gây ra thời tiết khô và ít mưa cho phần phía Tây. Ở phía Đông của kinh tuyến 100 độ Tây. Phần phía Đông thì có miền đồng bằng trung tâm, miền núi già Appalach và sơn nguyên thấp. Cùng với đó là hoạt động của dòng biển nóng Gulf Stream ở ven biển Đại Tây Dương đã mang lại cho khu vực này khí hậu ẩm ướt, nhất là ở phía đông nam của kinh tuyến 100 độ Tây. Ở miền đồng bằng trung tâm thì do địa hình thấp tựa như một lòng máng khổng lồ đã tạo điều kiện cho khối không khí lạnh ở phía bắc và khối không khí nóng ở phía nam dễ dàng xâm nhập vào sâu trong nội địa. Như vậy thì ngoài sự phân hóa theo chiều Bắc Nam, theo chiều Tây Đông, thì khí hậu ở Bắc Mỹ còn có sự phân hóa nào khác và nó thể hiện rõ nét nhất ở đâu? Như vậy thì ngoài sự phân hóa theo chiều Bắc Nam và sự phân hóa theo chiều Tây Đông, thì khí hậu Bắc Mỹ còn có sự phân hóa theo chiều từ thấp lên cao. Và nó thể hiện rõ nhất là ở vùng núi Cordillera. Ở vùng chân núi thì có khí hậu cận nhiệt hay ôn đới tùy thuộc vào vị trí. Và trên cao thì thời tiết lạnh dần và nhiều đỉnh cao thì có băng tuyết vĩnh viễn. Như vậy thì từ những nội dung mà cô cùng Kem vừa phân tích ở trên thì Kem có nhận xét gì về sự phân bố của khí hậu Bắc Mỹ? Khí hậu Bắc Mỹ đa dạng, vừa phân hóa theo chiều Bắc Nam, lại vừa phân hóa theo chiều Tây Đông và có sự phân hóa theo độ cao. Một số hình ảnh về khí hậu ôn đới ở Mỹ và khí hậu hàn đới ở miền Alaska. Đây sẽ là nội dung ghi bài của bài 36 Thiên nhiên Bắc Mỹ. Kem sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, Kem sẽ hoàn thành nội dung ghi bài vào vở và làm câu hỏi số 2 trong phần bài tập trong sách giáo khoa trang 115 và xem trước bài 37 và bài 38.